Mến chào tất cả các bạn yêu quý của tôi. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong chương trình phát sóng tương lai cho Việt Nam. Đề tài ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn mang tên là Đảng cướp, mai phe phản động cộng sản, Việt Nam lại tiếp tục khủng bố người yêu nước. Và đấy là cái sự thật, sự kiện để minh họa cho cái đề tài quan trọng nhất mà chúng ta đang được dạy dỗ để trở thành người văn minh, để là cái nền tảng cho việc mà xây dựng một xã hội văn minh hậu cộng sản cũng như trong tương lai sau này. Và tiếp tục chúng ta đề tài đó là lòng tôn kính đến người khác. Cuối cùng là chuyên mục hỏi đáp và cầu nguyện cho nhu cầu. Vậy xin các bạn hãy tiếp tục tham gia. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn nghe rõ chưa? Bây giờ chúng ta xem một clip nhỏ dưới góc nhìn của băng đảng phản động cộng sản Việt Nam. Để chúng ta cần phải tiếp thu tất cả các quan điểm khác nhau mà. Các bạn hiểu không ạ? Để bạn nhận ra cái điều gì tốt đẹp nhất. Trong lúc đang chờ đợi các bạn lên trên mạng, lên trên livestream, thì tôi bật cái clip lên cho bạn xem nhé. Vâng, xin chào tất cả các anh chị, cô chú bác. Có một thông tin rất nóng. Cách đây khoảng 1 giờ thì em nhận được là đối tượng Lê Trọng Hùng chính thức đã bị bắt, và lần này không phải là triệu tập mà có lệnh bắt khẩn cấp luôn và có lệnh bắt tại nhà. Thì theo thông tin em nắm được thì đối tượng Lê Trọng Hùng này là một trong những cái thành phần trong cái đài Trấn Hưng Nước Việt và trước kia của Vũ Quang Thuận lập ra. Thì bây giờ có Lê Dương Vô Va và Tô Tuấn và Lê Trọng Hùng. Thì cái việc mà bắt Lê Trọng Hùng thì đối với em thì nó cũng không có gì là ngạc nhiên, bởi vì là đối tượng này đã rất nhiều lần được triệu tập và có những cái lần mà cơ quan an ninh người ta đã nhắc nhở mà những cái hành vi vi phạm của hắn đối với nhà nước, và có những cái lần mà cơ quan an ninh người ta không muốn bắt là vì thấy cái hoàn cảnh của gia đình này tương đối là đáng thương nên họ thả cho về. Nhưng mà qua lần này thì đối tượng này đã bị bắt và đọc lệnh bắt tại nhà luôn. Thì lần này thì chắc chắn là đối tượng Lê Trọng Hùng sẽ bị bắt theo cái điều luật 117 của Bộ Luật Hình Sự về cái tội hành vi chống phá nhà nước. Và theo nguồn tin em nắm được thì đã có lệnh khám xét tại nhà đối với đối tượng Lê Trọng Hùng. Thì lần này chắc chắn là Lê Trọng Hùng sẽ bị khởi tố và bắt tạm giam đi theo Vũ Quang Thuận vào trong trại Chánh Kiến. Những cái đối tượng này thì khi mà cơ quan an ninh người ta đã bắt và làm việc thì chắc chắn là họ có những cái bằng chứng cụ thể. Và cái bằng chứng cụ thể là khi mà khám xét cơ sở nơi ở của Lê Trọng Hùng thì có rất là nhiều các cái tài liệu chống phá nhà nước tại nhà của Lê Trọng Hùng ở khu vực Kim Ngưu. Thì Lê Trọng Hùng này thì là một đối tượng đợt vừa rồi cũng ứng cử đại biểu quốc hội, nhưng mà có một cái thông tin mà hắn lại đi quyên góp, kêu gọi quyên góp tiền để đi ứng cử đại biểu quốc hội ở trên mạng xã hội. Và theo cái thông tin mà hắn công bố thì hắn đã thu được khoảng hơn 100 triệu và lại kêu gọi thêm hơn 100 triệu nữa. Đây là một cái hành vi lừa đảo với một số những cái đối tượng ở nước ngoài mà gửi tiền về trong nước. Những cái đối tượng mà rất là ngu muội, không biết cái thành phần Lê Trọng Hùng này là một cái thành phần có vấn đề về thần kinh. Nó làm ra một cái kênh YouTube và một cái sự xưng là đài truyền hình. Thì thực ra thì đối với những người dân trong nước ấy, thì họ đều biết cái thằng Lê Trọng Hùng này nó chẳng có cái kênh đài truyền hình nào cả, nhưng mà nó cứ kéo một số những cái người mà đi khiếu kiện đất đai ở Hà Nội để về nhà nó, rồi đưa lên các cái kênh YouTube, nó nói là đài truyền hình CHTV, nhưng mà đây là một cái kênh YouTube thôi, và nó quay video ở nhà và nó lừa mị một số những người dân mà mê nguội đang đi kiện cáo ở khu vực Hà Nội.
Thì những cái vấn đề mà đối tượng Lê Trọng Hùng này nó đưa lên thì đối với những người mà cá nhân như bản thân em hay một số những anh em mà chống các cái đối tượng mà chống phá nhà nước ấy, thì không lạ gì những cái đối tượng này. Những cái đối tượng này thì nó chỉ lừa mị một số những cái bà con mà thiếu hiểu biết, hoặc là một số những cái đối tượng đang có cái tư tưởng chống phá ở nước ngoài, hoặc là một số những cái đối tượng mà nó gửi tiền về cho Lê Trọng Hùng này để ứng cử đại biểu Quốc hội thôi. Nhưng mà mọi người hoặc là một số những người mà biết thì đối tượng Lê Trọng Hùng này nếu mà đi ứng cử đại biểu Quốc hội chắc chắn là sẽ trượt ngay từ cái phòng gửi xe. Bởi vì cái kiến thức và những cái ăn nói của Lê Trọng Hùng ấy thì nó rất là gàn dở, và bản thân hắn cũng lấy cái Facebook tên là Hùng Gàn luôn. Nó lên Facebook rồi nó giảng dạy, rồi giảng dạy đạo lý, giảng dạy chính trị, nghe rất là chối tai. Nhưng mà tại sao mà nó lại vẫn lừa được ở những cái đối tượng ngoài nước, hoặc là những cái người mà nước ngoài mê muội theo nó? Bởi vì cái chiều hướng của Lê Trọng Hùng này thì nó là cái chiều hướng chống phá nhà nước, cho nên là những cái thế lực bên ngoài nó gửi tiền về cho đối tượng Lê Trọng Hùng này. Thì những cái mà Lê Trọng Hùng này nó làm thì từ trước đến nay rất nhiều người mà anh em trong nước đã biết đến nó, những cái việc làm nó bôi nhọ rồi chống phá nhà nước, rồi là phát tán tài liệu, rồi là tuyên truyền láo lếu những cái hồ sơ tài liệu của nó ở trong nhà rất là nhiều. Và những cái hắn làm ấy thì nó chỉ lừa được một số những cái người mà mê muội thôi, chứ còn thực ra mà nói thì những cái người dân trong nước ấy chẳng biết cái thằng Lê Trọng Hùng này là ai đâu. Ngoài ra những cái anh em mà ở trên các cái diễn đàn mà chống cái bọn chống phá nhà nước này thì biết đến nó. Thì đối với trong cái kênh Trấn Hưng Nước Việt ấy, thì Lê Trọng Hùng nó chỉ là thành phần đi theo Lê Dung Vô Va thôi, nó cũng là nhân vật thứ hai thứ ba thì thôi. Nhưng mà tự xưng là giám đốc, rồi tự xưng là đại biểu Quốc hội, rồi đi quyên góp như thế, thì những cái điều đó thì nó lừa mị được những cái tổ chức chống phá ở nước ngoài. Và một cái lẽ đương nhiên thì những cái kết cục của những cái đối tượng mà chống phá nước ngoài ấy, thì ăn cơm cân mặc áo số và đi tù là lẽ đương nhiên. Những cái điều đó thì càng làm trong sạch xã hội hơn, và cũng cho xã hội bớt đi những cái tên khủng khủng điên điên đòi làm chính trị. Thì đây là một cái phải nói là một cái tin rất là vui và cũng rất là nóng cho anh em cộng đồng mạng, cho những anh em mà trong cái phong trào chống bọn chống phá nhà nước, cái bọn mà có những cái tư tưởng mà thích đi đem những cái mà gọi là những cái con em gọi là cái đám buôn dân chủ, đám con buôn dân chủ ấy, để cho một số những cái đứa mà ở trong nước mà nó thích ăn bả dân chủ để làm theo chúng nó. Những cái đứa mà thích đi ngược lại những cái sự bình yên của đất nước thì lẽ vào tù là đương nhiên. Và cũng đây là một cái rất là vui và một cái bản tin nóng để cập nhật cho tất cả các anh chị em. Và lần này thì em đưa thông tin cho các bạn và các anh chị quý vị là đây là một lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở nhà Lê Trọng Hùng, chứ không phải là triệu tập như lần khác. Đây là một cái đòn rất là mạnh để răn đe cảnh cáo cái đám kênh Trấn Hưng Nước Việt của Vũ Quang Thuận lập ra trước kia và đã bị đi tù, và là của Lê Dũng Vô Va. Thì rất là vui, và hiện tại thì em sẽ cập nhật tình hình thêm. Và đây như trong tin mạng xã hội, các bạn nghe rõ chưa ạ? Trong mạng xã hội thì tôi thấy rằng sáng ngày hôm nay 10 giờ sáng đấy, chúng ta nghe đấy, là băng đảng cướp phản động cộng sản Việt Nam đã cho chân tay các thành phần bưng bu của mình đến bắt người yêu nước lại tiếp tục khủng bố tiếp.
chúng bắt ứng cử viên đại biểu Quốc hội là thầy giáo Lê Trọng Hùng mà có biệt danh là Hùng Gàn ấy, sau khi chúng đã bắt bớ các ứng cử viên khác là Trần Quốc Khánh hay là anh Lê Văn Dũng gọi là Dũng Vova, đó là những người có tiếng nói và có trọng lượng trong cái trại súc vật cộng sản Việt Nam, những người mà họ đang làm công việc là khai trí cho người dân đang bị đô hộ dưới ách bóc lột của băng đảng phản động cộng sản Việt Nam này. Tôi tiếc là tôi bị cộng sản nó ngăn cản không cho về nước thôi, thậm chí là chúng cũng không gia hạn hộ chiếu cho tôi nữa để tôi đi lại để về nước, chứ tôi ở nước là tôi tham gia đấu tranh ngay các bạn ơi. Như đã biết rồi, quỷ cộng sản nó cướp đi của chúng ta 24 giá trị để làm nên nhân cách cao thượng. Nhân cách này nó làm nên con người văn minh, con người gọi là nền tảng cho cái xã hội văn minh. Con của quỷ cộng sản với Babylon là con gái nó là băng đảng cộng sản Việt Nam đấy, đã biến Việt Nam đất nước chúng ta xinh đẹp thế này thành một cái trại súc vật man dợ, chà đạp lên tất thảy mọi người bằng tất thảy cái hình thức gọi là man dợ nhất trong cái thời đại văn minh thế kỷ 21 này. Và một trong những giá trị mà tôi chia sẻ với các bạn quỷ cộng sản đã cướp đi chúng ta ấy, đó là lòng tôn kính người khác. Cái việc mà băng đảng cộng sản Việt Nam chúng thường xuyên khủng bố nhân dân, khủng bố người yêu nước có tiếng nói phản biện, có chính kiến khác hay có quan điểm khác đấy, đấy là thể hiện cái việc mà giá trị tôn kính người khác bị cướp trong cái trại súc vật cộng sản đó. Tôn trọng chính kiến khác nên là tôi lấy cái clip từ tay sai của băng đảng phản động cộng sản Việt Nam để bạn thấy nhé. Đấy, cái cậu chàng thanh niên rất đẹp trai đấy, ăn nói đấy, ấp áo úng đấy, để thấy các bạn làm sao, các bạn nhìn thấy làm sao các giá trị làm người đấy bị băng đảng phản động cộng sản Việt Nam chúng cướp và đầu độc thế nào. Các bạn nhìn xem, từ một thanh niên rất đẹp trai đúng không ạ, trở thành một kẻ ăn nói vớ vẩn, không có thần thái gì cả, nói ra những câu từ rất là ngu dại, những câu từ bị zombie. Đấy là cái hình ảnh chung của nhân dân Việt Nam chúng ta cũng như cả thế hệ trẻ trong cái trại súc vật cộng sản Việt Nam ngày nay như vậy. Ngày xưa tôi từng như vậy nên tôi rất thương cảm cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Tôi từng là đoàn viên cộng sản trẻ nhất Việt Nam các bạn nhé. Ngày hôm qua đúng là ngày 26 tháng 3 năm 2021 đấy, là tròn 90 năm cái đoàn viên gọi là thành lập ra cái đoàn thanh niên cộng sản Việt Nam. Đấy, cánh tay phải đắc lực trợ thủ đấy, sát thủ đấy của Đảng Cộng sản cướp Việt Nam. Tôi từng là đoàn viên trẻ nhất Việt Nam đây, để các bạn biết, tất cả các cơ quan an ninh hãy xem kiểm tra lại. Tôi là đoàn viên trẻ nhất Việt Nam năm 12 tuổi rưỡi ở trường phổ thông cơ sở Ngô Quyền, Hải Phòng. Ở đó tôi là học sinh trường chuyên Trần Phú, Hải Phòng, trường năng khiếu Trần Phú, Hải Phòng đấy. Năm khóa năm 1989 là tốt nghiệp thủ khoa của cái đợt thứ nhất đấy, khóa đầu tiên của trường chuyên đấy. Rất là thương cảm cho người Việt Nam chúng ta bị bóc lột như vậy. Vì vậy tôi cầu nguyện và công bố tiếp để lửa thạnh nộ lên trời đổ không chừng mực trên đầu quỷ cộng sản, đổ không chừng mực trên băng đảng cướp phản động của Việt Nam, để đánh hạ cái nhà nước phản động cộng sản này, đánh hạ tất thảy các cơ chế bẩn thỉu của nó, từ cái băng đảng cướp đó, tất cả cơ chế, mọi cái vòi bạch tuộc của nó đã luồn lách vào trong tất cả mọi nơi, mọi chỗ, mọi lĩnh vực của xã hội, từ cộng đồng, tín ngưỡng, tôn giáo, chính trị, kinh tế, thương mại, truyền thông, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, giáo dục, quân sự, quốc phòng, an ninh, giải trí, công nghệ, tất thảy mọi thứ đấy đều bị lửa thạnh nộ và trời hủy diệt trời quét sạch trên băng đảng cướp cộng sản Việt Nam. Và lời chủ ứng nghiệm rằng ồ hỡi Đức Chúa Trời, phàm những kẻ đổ ham đổ huyết và người giả ngụy không sống nửa số ngày định cho mình, Đức Chúa Trời sẽ xô chúng xuống hầm diệt vong, còn tôi sẽ tin cậy lời lời Chúa. Vì vậy trong danh Jesus Christ, ta rút thời hạn của tất cả những kẻ ác này, nhân danh Jesus Christ, những ban ân điển cứu rỗi, để trước khi cái người đó chốt hơi thở cuối cùng được ăn năn tiếp nhận Jesus cứu Chúa để trở thành anh em của tôi trong danh Chúa Jesus. Tôi nhắc các bạn, tôi người yêu những người cộng sản các bạn ạ, nhưng tôi căm thù, căm ghét cái công việc của băng đảng cướp phản động cộng sản Việt Nam. Điều này để các bạn so sánh được, các bạn nhìn thấy những cái người bị ngáo đá chưa, bạn thấy hình dung người ngáo đá chưa, họ trèo trên cây, trèo con điện cao thế, cởi chuồng đúng không, cắt tay cắt chân, đâm giết hết người thân người nhà của mình, sau đó lên trên đấy để mà tự tử đấy, thì cái người đó là người đáng thương. Nhưng mà cái bệnh ngáo đá các bạn ạ, đấy, cái con quỷ ấy nó nhập vào cái người ngáo đá bởi ma túy đấy, đấy là cái con quỷ cần phải giết các bạn ạ, nhưng cái người đó là nạn nhân cần đáng thương. Thì tương tự như vậy thôi, quỷ cộng sản là con quỷ các bạn ạ, nó nhập vào Việt Nam, nó được gia nhập vào Việt Nam từ thế kỷ trước và nó nhập khẩu Việt Nam đấy, và nó nhập vào đến cả 100 triệu người Việt Nam nữa, đặc biệt là 5 triệu người bị quỷ nhập đấy, nên họ bị quỷ ám, bị ma ám, quỷ ám các bạn, họ không nhận thức được công việc của họ đâu.
ở Ukraine này cũng như Liên bang Xô Viết cũ đấy, những người mà họ đã từng bị quỷ cộng sản ám đấy, sau này họ giải thoát ra khỏi rồi thì họ quay trở lại đấy, họ chính là những người rất tích cực trong việc mà đấu tranh để mà gọi là chôn vùi hoàn toàn tất cả các tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản ra khỏi đất nước của mình các bạn ạ. Vì thế mà hãy tôn yêu, tôn kính cả những người cộng sản các bạn nhé. Tôi quan xin các bạn đấy, các bạn đừng ghét những người cộng sản các bạn ạ, hãy tôn kính người cộng sản đấy, vì họ là tội nhân thôi, nhưng hãy căm thù cái bang đảng cướp cộng sản đó, hãy căm thù và rủa xả công việc của ma quỷ, rủa xả công việc cộng sản. Và tôi kêu gọi trong danh Chúa Cha, Chúa Con, Đức Thánh Linh, tôi kêu gọi tất cả hội Thánh Chúa hãy cần cầu nguyện để mà rủa xả quỷ cộng sản như tôi đã hiệu triệu từ lúc trước rồi, theo lời hiệu triệu của Chúa. Amen. Ngày hôm nay tôi lấy cái clip đó để mà minh họa cho cái đề tài chủ đạo nhất mà chúng ta đang chuẩn bị cho cái thời hậu cộng sản, để chúng ta chuẩn bị làm mình ra sao đấy, để chuẩn bị đón nhận, để tiếp quản cái chế độ, tiếp quản chính quyền mà ma quỷ đã cướp của nhân dân chúng ta từ 75-76 năm nay. Vậy chúng ta sẽ nói về lòng tôn kính các bạn ạ. Lòng tôn kính là cái gì vậy? Trong Kinh Thánh Chúa nói rất nhiều về tôn kính. Nào đầy tớ tôn kính chủ mình, con cái tôn kính cha mình, tạo vật thì tôn kính đấng tạo hóa, và thậm chí là đấng tạo hóa còn tôn kính con người các bạn nhé. Ồ, thật là không tưởng đúng các bạn. Làm sao mà có thể là đấng tạo hóa lại tôn kính con người được? Các bạn nghĩ rằng làm thì cái chuyện đấy. Nhưng bạn ơi, trong khi thầy nói như vậy. Thí dụ trong sách Giăng đoạn 12, khi Chúa nói là kẻ là hầu việc ta thì ta ở đâu, kẻ hầu ta ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người, tôn kính đấy các bạn, tôn quý là tôn kính đấy, honor tiếng Anh đấy. Và trong Thi Thiên 91 nữa mà chúng ta đọc ấy, người là nơi ở nơi của đấng chí cao đấy, thì có câu đó, bởi vì người trìu mến ta nên ta sẽ giải cứu người, ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi người biết danh ta, người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người, trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn kính người đấy, tôn vinh, tôn kính đấy, bạn thấy chưa? Đấy là Đức Chúa Trời tôn kính con người thế nào, và con người tôn kính ai đó thì chúng ta cũng thấy ở trong Kinh Thánh các bạn ạ, như là đầy tớ tôn kính chủ, tôi tớ tôn kính chủ đấy, con cái tôn kính cha mẹ, và thậm chí là dân chúng đấy cũng tôn kính cả người Pharisee, luật sư tên là Gamaliel trong sách Công vụ Sứ Đồ đoạn 5 nữa. Mày cứ tôn kính cái gì vậy? Các đề tài của tôi nói các bạn ạ, nó mang tính chất giáo dục, mang tính chất hàn lâm, mà nó không chỉ là tính chất gọi là thời sự ở đâu, tôi chỉ mượn một số câu chuyện thời sự đâu để mà minh họa và khẳng định cho những điều tôi đang nói thôi các bạn ạ. Nên các bạn hãy lưu ý những cái vấn đề, những cái đề tài về sau đấy, đó là đề tài chủ đạo, vì nó giúp các bạn đấy để làm nên nhân cách mạnh, nhân cách trưởng thành. Chính cái nhân cách đấy đấy mới giúp chúng ta có thể chiến đấu với các ma quỷ, chiến đấu với Babylon, chiến đấu với cả băng đảng cướp cộng sản Việt Nam các bạn ạ. Chính cái nhân cách đấy mới làm được, bằng không thì trẻ con không biết làm cái gì cả, mà chỉ là bị nó xỏ mũi thôi. Nên vì thế tôi đề nghị các bạn ấy hãy tập trung vào những cái giá trị mà tôi chia sẻ các bạn trong các loạt đề tài. Mình tôn kính cái gì vậy thưa các bạn? Xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả các bạn. Các bạn đừng lo, chúng bắt bớ người anh em yêu được bao nhiêu đấy thì sao ạ, tội lỗi càng chất chồng bấy nhiêu, và tiền công tội lỗi là sự chết mà. Đức Chúa Trời ngài có quy luật gieo gặt nhân quả, có nguyên nhân thì chắc chắn có kết quả các bạn ạ. Kẻ làm ác chắc chắn không được hưởng sự công bình, không sự bình an đâu, đó đều chắc chắn. Vậy tôn kính cái gì vậy ở đây? Tôn kính nó khác với kính trọng các bạn nhé. Ngày chúng ta cứ tưởng lầm tôn kính, kính trọng, tôn trọng là một, nhưng không phải. Tôn kính là sự mà kính trọng, tôn trọng sâu sắc các bạn ạ. Nó từ trong đáy lòng người đấy, nó từ trong cái tiềm thức người đấy, từ bên trong lòng, đáy lòng người đấy ra các bạn ạ. Khi lòng người đấy thừa nhận cái giá trị ưu việt khác biệt nổi trội của cái người khác, đấy là sự tôn kính đấy. Tôn kính như vậy, tôn kính là cái sự tôn trọng, kính trọng, nhưng nó sâu các bạn ạ, nó sâu từ trong đáy lòng này, mà trong lòng người ta thừa nhận. Tức là không phải là, không chỉ là gọi là khẩu phục đâu, mà tâm phục, nói chung là tâm phục khẩu phục, giá trị ưu việt khác biệt nổi trội của người khác. Đấy, tại sao chúng ta có thể tôn kính người khác được? Bởi vì chúng ta nhận thức được rằng Đức Chúa Trời dựng nên mọi người là đều là kiệt tác của ngài cả. Mỗi người dựng nên giống Đức Chúa Trời cả để cai trị muôn vật. Đấy, bất kể họ là tội nhân thế nào, đồ tể thế nào, không quan trọng, đều là có giá trị ưu việt nổi trội luôn. Chỉ cái vân tay của họ thôi đã nói họ khác biệt như thế nào rồi các bạn ạ, để thừa nhận cái giá trị ưu việt khác biệt nổi trội của họ. Mình như phải luyện tập thế nào đấy để cho nó từ trong lòng mình nói ra các bạn ạ, từ trong đáy lòng mình nói ra. Nên vì vậy tôi tôn kính tất cả mọi người, tôi tôn kính cả tội nhân, cả người cộng sản, tôi tôn kính cả người yêu nước, tôi tôn kính tất cả mọi người, tôi ngả đầu tất cả trước mặt mọi người các bạn ạ. Vì khi mà tôi học được cái giá trị tôn kính đó, nên cái điều đó nó cho tôi sự bình an hoàn toàn. Shalom thực sự của Chúa đấy.
khi mà được giáo dục lòng tôn kính thật với tất cả mọi người thì chắc chắn xã hội hoàn toàn biến đổi. Lúc đó sẽ không còn đánh nhau, chửi nhau và miệt thị, sát phạt nhau nữa các bạn ơi. Bởi vì là nếu bạn hình dung xem, nếu mà thực sự bạn tôn kính ai đấy thì bạn khó lòng có thể là nặng lời người đó, bạn khó lòng có thể tra tay và đánh đập người đó hay làm hại người đó nếu thực sự trong lòng bạn tôn kính người đó, đúng không? Chúng ta hãy thử xem này, cái băng đảng phản động Cộng sản Việt Nam đã mị dân khi chúng lừa dối dân chúng Việt Nam chúng ta là tôn kính bố già Hồ Chí Minh ra sao. Tôi đã từng là nạn nhân mà, tôi là cháu con của bác Hồ ngày xưa đây. Ông Hồ là tội nhân, ông Hồ là đồ tể, nhưng ông vẫn kiệt tác có 102 của đấng tạo hóa. Ông vẫn xứng đáng được tôn kính nhờ những giá trị đặc biệt mà Chúa ban cho ông đấy các bạn ơi. Nhưng có cái điều nó lệch lãm ở trong cái băng đảng Cộng sản Việt Nam đấy, trong cái trại súc vật Cộng sản Việt Nam ấy là cái gì? Là chúng chỉ dạy tôn kính một cái nhân vật thôi, nhưng cả hàng triệu người còn lại thì không. Đấy, nó là như vậy. Nhưng chúng ta khác, trong dạy văn minh chúng ta cần hướng tới là chúng ta tôn kính tất cả mọi người các bạn ạ. Giá như cái thái độ mà tôn kính mọi người đấy được cho Cộng sản nó dạy dỗ mọi người, tôn kính đến mọi người như là nó đang bắt mọi người tôn kính ông Hồ đấy. Nếu được như thế thì xã hội Việt Nam khác hẳn thôi các bạn ạ. Nhưng tất nhiên phải loại bỏ đi kiểu thợ thần tượng. Tôn kính là giá trị cực kỳ mạnh trong xã hội văn minh, trong xã hội lành mạnh. Từ bé thì họ đã được học rồi, có thể nói như là cái sự tôn kính nó ngấm trong máu của họ rồi. Tôn kính người khác, họ có sự khoan nhung, khoan dung, Rotarian ấy, có sự nhã nhặn, có lòng biết ơn đến mọi người, dù là cái việc nó nhỏ nhất, không đáng kể, họ vẫn biết ơn các bạn ơi. Các công dân trong xã hội văn minh đều được giáo dục cẩn thận, rất là đúng đắn. Không có chuyện như là cả thế giới này phải nợ mình, đảng hay là xin lỗi, chính quyền, nhà nước, đảng cầm quyền phải nợ mình đâu. Không, họ hiểu rằng trong cuộc sống này đấy, chẳng có sự gì nó tự xảy ra cả, chẳng có sự tự gì nó tự dưng nó xảy ra cả. Tất cả mọi điều đấy, nó phải đến đều từ hành động con người, nó đều ra được từ sản phẩm, nó quyết định của ai đó và hành động của ai đó. Vì thế họ tôn kính biết ơn nhau các bạn ơi, về cái sự có mặt, sự tham gia của ai đó trong đời sống của họ. Họ có thái độ rất là khiêm nhường với nhau, chứ không có cao ngạo như ở trong trại súc vật Cộng sản đâu. Trong cái xã hội văn minh ấy, thì người ta hiểu rằng ai đó, nếu ai đó đã có trong đời sống của mình ấy, hay là ít nhất là đi cạnh cùng với mình một đoạn đời nào đó trong cuộc đời này, có nghĩa là cái người ấy có ích, có nghĩa là người ấy bằng cách nào đó đã giúp chúng ta, đã ủng hộ chúng ta, đã nhắc nhở, khuyên nhủ mình cái điều gì đó, đã nói cho mình cái điều gì đó mà mình không nhận ra, chứ không phải là nói theo ý thích của mình đâu. Ở trong xã hội văn minh ấy, thì họ trở thành người văn minh. Họ là người văn minh, họ có nghệ thuật, họ học được cái nghệ thuật là nhìn thấy trong mỗi người sự đặc biệt, nhìn thấy trong mỗi người những cái giá trị nổi bật, những cái gọi là nét đặc trưng. Và họ phải làm thế nào đấy để những cái điểm đặc biệt đó là nổi trội lên hơn cả mình nữa. Các bạn hiểu chưa? Cái xã hội văn minh ấy, họ nhìn thấy cái điểm đặc biệt người khác và họ nói, họ làm thế nào đấy để cái điểm đặc biệt người khác đấy phải nổi hơn cả cái điểm đặc biệt của mình. Họ khen ngợi người khác, họ cổ vũ người khác các bạn ạ. Chứ họ không gọi là chỉ gọi tôi cho tôi vì thôi đâu, mà họ nhìn thấy điểm đặc biệt người khác, họ làm cách nào đấy để PR, có thể nói từ PR trong quả kép đấy, để mà lên, để cho người đấy gọi như là được đặc biệt, nổi trội lên, mà mình không phải là vì lợi ích của mình hay vì cái bụng của mình. Đấy, họ được như vậy. Nên vì thế họ, cái lời ngợi khen họ đấy là lời khen từ đáy lòng họ ra. Vì thế mà trong thực tế, trong cái xã hội văn minh đấy, thì không có sự chia rẽ ra cái loại người là VIP hay loại người là không VIP đâu các bạn ơi. Tất cả mọi người đều được quan, đều được gọi là đáng trọng, được đặc biệt cả. Họ biết tôn kính nhau, biết tôn vinh nhau với cái điểm đặc biệt của họ. Họ tôn kính nhau với công lao của nhau trên đời sống của mình. Đấy là hệ quả của cái thời phục hưng tin lành kháng cách mà thầy Martin Luther đấy đã đưa lẽ thật vào đời sống của châu Âu này, để lời Chúa thành thịt các bạn ơi, để mà sự tôn kính người khác ấy hơn cả mình nữa. Như trong sách Philip đoạn 2 câu 3 nói như là hãy tôn trọng người khác, hãy tôn kính người khác hơn mình. Với người văn minh, trong xã hội văn minh thì người nói chuyện đối thoại với nhau đấy thì không đơn giản là chỉ nghe thấy cái người đấy mấp máy môi miệng của mình hay là phải nghe cái gì đó đâu, mà là họ học được cách là thẩm thấu từng lời, họ chăm chú lắng nghe
cái người đối diện ấy nói cái gì đấy, và họ trên cái cơ sở mà những gì mà người khác nói đấy, họ làm ra cái kết luận, họ làm ra những cái quyết định kết luận nào đó trên cơ sở mà họ được nghe. Họ rất là quan trọng. Chào bạn Lê Thiện nhé. Bạn nói là bạn ngáo rồi đúng không? Bạn ngáo à? Tại sao bạn ngáo? Nếu bạn ngáo thì cũng có cách giải quát, giải thuyết cho bạn mà. Bạn Lê Thiện ạ, chú rất yêu bạn, tôi rất yêu bạn. Tôi vẫn nhìn thấy cái sự đặc biệt của bạn. Đấy, bạn dám nói với cái người đáng kính. Chúng ta là bạn có sự dũng cảm các bạn. Bạn chưa biết tôi là ai cả, nhưng bạn dám ăn nói như vậy, thế là bạn có lòng dũng cảm. Nhưng cái lòng dũng cảm đấy cần phải hiểu cho đúng lúc và đúng chỗ, đúng địa điểm, đúng đối tượng. Các bạn cần sự dũng cảm đó để mà lên tiếng nói bênh vực dân Việt Nam chúng ta, để mà đuổi đi cái bọn cướp đang ngồi chiếm trệ trong quốc hội, trong gọi là bộ chính trị đấy, trong cái chính quyền mà cướp của dân 76 năm nay đấy. Bạn cần sử dụng dũng cảm đến đúng lúc, đúng nơi, chứ không phải là để mà sát hay nói bệnh nói bạn người khác đâu. Và chúng ta sẽ đề cập đến những cái gọi là tư cách của những người như vậy đấy các bạn ạ. Chúng ta không hạ thấp họ nhé, nhưng chúng ta nhìn thấy là cái hậu quả của cái sự giáo dục văn hóa băng hoại cộng sản ra sao khi chúng xây dựng ra cái trại súc vật trên quê hương đất nước yêu dấu của chúng ta. Ok, chúng ta quay trở lại vấn đề đi, đang nói về sự tôn kính. Tôi thí dụ thôi, ở nước văn minh chẳng hạn này, ví dụ có một bà lao công, một người phụ nữ thôi, già rồi, nhưng mà làm lao công vệ sinh, gọi là nhà vệ sinh công cộng của nữ đấy, thành phố đấy, thì bạn biết rồi, cái nghề làm lao công để lau chùi nhà vệ sinh nữ ấy thì có cái gì đâu mà đáng trọng. Nhưng bà ấy khác hẳn, bà luôn luôn niềm nở chào đón tất cả mọi người. Bà nói ơ vào đi, bà lau sạch từng chỗ một, bà mời mọi người vào, ô chị ơi hãy vào đây đi, chỗ này luôn có chỗ mà không phải xếp hàng đâu, tôi luôn dọn dẹp các thứ luôn luôn sạch sẽ thơm tho. Bà muốn làm như vậy, thế mọi người cứ đến cái chỗ mà bà làm đấy, mọi người đều được coi như xả stress cả, ai cũng được khen ngợi, ai cũng được cổ vũ, ai cũng được cái bà này bà ấy có nghệ thuật, bà tìm ra cái điểm tốt của người đấy để mà khen người đấy, mặc dù người đấy vừa trong nhà vệ đi vào nhà vệ sinh để xả, gọi là xả cơn của mình đấy. Đấy, những người chị em phụ nữ ấy, thế nhưng mà họ đang có cái nhiều cái áp lực nào đó trong đời sống, trong xã hội, trong công việc, nhưng họ vào trong đấy họ xả luôn, xả thật luôn và xả luôn vì là có người cổ vũ họ luôn, họ xả luôn hoàn toàn luôn cả về thể xác lẫn về linh hồn, thật là tuyệt vời. Mặc dù bà ấy địa vị có vẻ thấp thôi trong xã hội, có vẻ như vậy thôi, nhưng các bạn biết không, trong xã hội văn minh ấy thì mọi người đều được tôn kính như nhau cả, từ nguyên thủ quốc gia đến người lao công hay người shipper hàng. Họ không có chuyện khinh lờn, đây nguyên thủ quốc gia thì phải chào đón thế này, còn nếu bọn shipper, cái bọn lao công ôi thì không thèm tiếp đón chúng nó. Đấy là bọn giả hình các bạn ạ. Cái đặc biệt đấy ở trong người giả hình, cái người man rợ đấy, là họ phân cấp ra các loại khác nhau, họ không biết phân biệt được cái giá trị của mỗi con người là cực kỳ như thế nào, tuyệt vời thế nào. Bởi vì những người văn minh ấy, họ hiểu rõ ràng ấy, là không phải là cấp bậc chức vụ của bạn xác định bạn là con người đâu. Họ hiểu như vậy, họ hiểu không phải cái người này là phải thủ tướng tổng thống thì mới là con người, còn lao công shipper không phải con người, mà họ biết rằng cái khả năng trở thành người của người ta đấy, đấy mới là cái điều quan trọng. Thì cái người đấy đáng tôn trọng, đáng tôn vinh. Thí dụ như tôi kể chuyện bà cụ lao công chẳng hạn đấy, đấy bà là con người đấy, cái khả năng trở thành người của bà đấy, chứ không phải trở thành súc vật như trong trại súc vật cộng sản ngày hôm nay. Trái lại trong cái xã hội man rợ kiểu mà trại súc vật cộng sản đấy thì sao, không sự tôn kính lẫn nhau các bạn ạ. Nếu như mà có thể có đấy, đến ai đó ít thôi, thì lại phụ thuộc vào tâm trạng của người ta, tâm trạng của người mà khen ngợi đấy. Người ta không thể hiện ra đâu các bạn ạ, rất khó có thể tìm thấy cái lòng bao dung, sự vị tha nhã nhặn trong xã hội gọi là trại súc vật cộng sản, khó lắm các bạn ạ. Chỉ cần va chạm với nhau thôi, thí dụ như là quẹt xe ngoài đường thôi, nhìn với nhau họ nhìn đều thôi, ăn đòn rồi, xong rồi, bạn thấy chưa? Khi mà va chạm người với nhau đấy, những người đặc biệt với người có chính kiến, có lối sống, có quan điểm, có thế giới quan khác mình, hay là có cả tín ngưỡng khác mình nữa, là bắt đầu bùng bục nhau rồi. Vì thế mà tại sao xung đột cả trong lẫn ngoài nó luôn xảy ra trong xã hội man rợ đó. Bạn cứ nhìn xem trong xã hội trại súc vật cộng sản Việt Nam đấy, thì bạn nhìn xem trong xã hội đấy, chuyện chết là chuyện rất tình thường tình. Ra ngoài đường chỉ có cái nhìn đều thôi là mất mạng rồi. Chỉ cần nhìn thôi mà cho nhìn đều,
và tôi có thể mất mạng được. Các bạn thấy chưa? Để cho tôi, khi tôi nói cái điều ra không phải nói xấu xã Việt Nam, mà chúng ta nhìn thấy cái sự thật trong xã hội Việt Nam, để với cái động cơ ấy, để mình thay đổi xã hội này, làm xã hội trở nên văn minh hơn các bạn ạ. Để cho các bạn nhìn thấy cái điều đó đấy, để mà chúng ta có cái động lực nào đó để thay đổi xã hội. Nhưng trước khi thay đổi xã hội, chúng ta thay đổi mình đã. Amen. Chúng ta cần tôn trọng hay là cần tôn kính người khác bằng cách nào? Ba điểm này các bạn hãy lưu ý này. Điểm thứ nhất, để tôn kính người khác thì bạn hãy học nhìn thấy ở trong người khác. Nhưng tập trung đấy, nhìn thấy ở người khác, kiểu là ở đây, bây giờ với người đấy, tức là để tập trung người đó, chứ không phải sống ích kỷ theo cái thế giới riêng của mình đâu. Tức là khi bạn nói chuyện, bạn mà phải nói chuyện ai đó đấy, thì bạn phải thôi, phải ở đây với người đấy, bây giờ với người đấy, chứ không có lơ mơ ở trên trời trên biển đâu đâu, mà tập trung thẩm thấu người đó các bạn ạ. Thứ hai là lục nhìn, scan trong người đấy, xem người đấy có điều gì đặc biệt không, sau đó nói ra cái điều đặc biệt của người đấy các bạn ạ, để khen ngợi cổ vũ họ. Thành ra cái điều này nó khiến cho bạn sẽ có được contact, có được giao tiếp, có được động chạm contact tiếp điểm đấy với cái người nói chuyện của bạn, khiến cho cái người nói chuyện của bạn mềm lòng ra và giúp cái người đấy nhìn thấy ưu điểm của mình mà họ không nhìn thấy, do là nhiều cái yếu tố khách quan chủ quan khác của họ. Nên vì thế chúng ta cần nhìn thấy ưu điểm của người nói chuyện với mình để ngợi khen họ, cổ vũ họ và giúp đỡ họ. Điểm thứ ba là bạn trong lúc nói chuyện với người đấy, bạn phải tìm ra cái điểm mạnh của người đối thoại để bạn có thể học hỏi. Chứ đừng nghĩ là tôi chỉ có chuyện dạy cho các bạn thôi. Ở trong đây tôi nói chuyện với bạn vì tôi live stream, tôi không nhìn thấy các bạn đâu cả. Chứ nếu như tôi đứng lớp ở trên giảng đường ấy, thì tôi sẽ có cách để lấy ví dụ minh họa đối với học trò học sinh của tôi các bạn ạ. Tôi có thể chỉ ra người đó để lấy ra cái điểm tốt của họ. Kể cả tôi đang đứng lớp với cái tư cách như là thầy dạy của họ, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy ra những cái điểm mạnh của những người đang học của tôi, những người đang đối thoại với tôi. Phải học cách đó. Khi bạn tỏ ra cái giá trị tôn kính người khác đấy, thì bạn biết chuyện xảy ra không? Rất có thể, xác suất cực kỳ cao là cái điều đó nó sẽ để ấn tượng trong lòng cái người mà bạn đang đối thoại với họ. Và cực kỳ rất có thể là người ta sẽ học như vậy, bởi vì họ cảm thấy rất là thoải mái, cảm thấy rất là ấn tượng, cảm thấy rất là hạnh phúc mà khi được nói chuyện với bạn. Nên họ cũng mong muốn làm cái ấn tượng đó với cái người người đối thoại với họ sau này. Thành ra họ sẽ học cái lòng tôn kính, cái giá trị tôn kính mà họ học từ phía bạn. Thành ra cái giá trị tôn kính đấy, nó không chỉ giá trị của người ta nữa, mà nó sẽ lan dần ra, nó trở thành cái giá trị chung của toàn xã hội luôn. Nên vì thế tại sao đấy, tôi nhắc nhở các bạn ấy, phải học cái giá trị về cho chính mình đã. Trước khi các bạn làm điều gì đó cho xã hội, cho đất nước, hãy làm cho chính bản thân mình, để mình trở thành một cái cá tính, một cá nhân, một nhân cách cực kỳ mạnh mẽ, một nhân cách trưởng thành. Thì khi bạn xuống núi đấy, thì nó mới có chuyện gì xảy ra. Chứ nếu bạn trẻ con ấy, bạn chưa biết cái gì cả, bạn xuống núi thì thôi, bạn yếu, ra gió thì gió nó thổi bạn bay hết. Nên vì thế, những cái bài học của tôi, những cái trong chương trình Tương lai cho Việt Nam đấy, với mục đích đào tạo cho các bạn thành những người như vậy. Tôi đang gọi là tuyển chọn những đạo binh đặc nhiệm của Chúa. Tôi đã báo cáo ngày hôm qua là ngày đầu tiên để mà chia sẻ với cái nhóm người làm việc đấy, để đào tạo ra người đặc biệt đấy và huấn luyện họ sau này. Còn chương trình Tương lai Việt Nam mà tôi nói livestream đây ấy, nó không mang tính chất huấn luyện nhiều các bạn ạ. Nó không có training hay retreat ở đây, bởi không có thời gian để chúng ta tiếp xúc với nhau thì mới có điều kiện để mà huấn luyện các bạn một cách cụ thể và thực tiễn. Nhưng dù sao chăng nữa, những kiến thức, tri thức mà tôi nói chia sẻ các bạn ấy, nó đều mang tính chất thực tiễn các bạn ạ. Nó không mang tính chất giáo điều lý thuyết thật học đâu. Nó đều mang giá trị thực tiễn, bởi tôi học được cái đấy từ nơi Chúa Trời, bởi sự dạy dỗ của chúng tôi là dạy dỗ sứ đồ tiên tri, những điều gì mà Chúa Thánh Linh làm, nguyên tắc lời trở nên xác thịt, ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa loài người thì mới đầy ơn lẽ thật, và lúc đó loài người mới nhìn thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ok các bạn, nguyên tắc của người văn minh là cái khả năng nhìn thấy điểm đặc biệt của người khác và chỉ ra cho người khác về ý nghĩa của người đấy trong xã hội. Tôi nhắc lại các bạn, chúng ta cần sống theo nguyên tắc này nếu chúng ta muốn trở thành người văn minh. Chúng ta phải là cái khả năng, chúng ta phải luyện cho mình cái khả năng nhìn thấy điểm khác biệt, đặc biệt của người khác. Sau đó không phải là im mồm đâu. Sau đó chỉ ra cái điểm đấy, khen ngợi người đấy về ý nghĩa của điểm đó trong xã hội ngày hôm nay.
đến nguyên tắc nền văn minh. Các bạn hiểu chứ? Chúng ta cần thực hành cái điều này đấy. Mục đích chính của tất cả giao tiếp đối thoại với nhau đấy là để làm gì? Không phải để nói cho sướng mồm, nói cho giả, nói cho xả rác, gọi là xả giận, xả stress đâu. Không phải thế đâu. Mà mục đích chính của tất cả mọi giao tiếp, mọi đối thoại đó là cái khả năng nhìn thấy lối thoát ra khỏi tình huống và giúp người khác thoát ra khỏi tình huống đấy. Đến mục đích của nó là thế. Chứ không phải đối thoại để mà đối thoại nói, để nói cho sướng mồm, cho nó xong việc như trong trại giúp quân cộng sản, hay làm để cho đánh dấu, cho nó lấy lệ, cho qua loa là xong đi. Không phải. Mục đích của nó để nhìn thấy lối thoát và giúp người khác thoát ra khỏi lối thoát đấy, hoặc là chính giúp chính mình. Nên vì thế mà nếu như trong lúc mà nói chuyện giao tiếp với nhau đấy mà chúng ta không thuộc dạng là ở đây bây giờ đấy để mà thẩm thấu người khác đấy, thì chúng ta sẽ có thể không nhận ra những chi tiết, mà chi tiết đấy rất là quan trọng, mà nó có thể là cái chìa khóa then chốt để trả lời cho nan đề mà người đấy hay là chúng ta đang mắc phải. Nên vì thế rất cần trong lúc mà nghe đấy, như tiếng Việt nói là nghe há hốc cả mồm ra các bạn ạ. Nghe há mồm ra để ăn nuốt cái lời người ta nói vào. Khi bạn có thái độ đúng với người khác đấy, thì nó sẽ cho các bạn sự tự tin và sự ổn định. Nó không ở chỉ ở trên cái mức độ gọi là quan hệ cá nhân riêng tư người khác đâu, mà nó sẽ cho ở trên cái mức độ toàn xã hội nói chung nữa. Cái điều này nó như vậy. Nhưng trong xã hội trại giúp vật cộng sản thì hoặc là không có, hoặc là không có những câu từ tích cực mà khi người ta nói chuyện với nhau đấy. Nếu mà có là cảm ơn, xin lỗi đấy, thì chỉ là nói miệng thôi. Bởi vì trong lòng họ không như vậy, vì cộng sản là dối trá mà. Tôi thí dụ cái điểm mạnh trong nền văn hóa của Nhật này. Các bạn để ý không? Người Nhật đấy, họ được học từ hồi nhỏ, họ gặp ai họ cúi đầu này, hay người Thái này, họ chắp tay, họ cúi đầu, họ chào. Nhưng không chỉ là bề ngoài, chỉ là bề ngoài là cúi đầu chào đâu các bạn ạ. Nhưng họ ở bên trong là họ kính cẩn, nghiêng mình cúi đầu chào ở người khác. Thành ra là họ với cái tinh thần khiêm nhường đó ấy, họ được Đức Chúa Trời ban ân điển. Khi mà bạn cúi đầu nghiêng mình kính cẩn người khác đấy, bạn biết chuyện xảy ra không? Bạn học được ưu điểm của người khác. Lúc đấy cái thái độ trong quan hệ của bạn ấy, nó sẽ mở ra một cái đường vô hình mà nó sẽ hút luôn cả cái ơn phước, rút luôn cả cái ưu điểm người khác vào trong đời sống của bạn. Tôi nói các bạn điều đó trong cái quan hệ, trong những bài loạt bài trước rồi. Chúng ta có cái quan hệ tương hỗ người với người với nhau đấy, kênh tốt và kênh xấu đấy, tôi đã kể các bạn chuyện đó rồi. Thế thành ra khi bạn mà kính trọng ai đó ấy, thì bạn đang làm điều đó tốt cho bản thân mình. Bạn đang học được những ưu điểm của người khác, kể cả là vô thức. Nếu ý thức càng tốt nữa, nhưng ít nhất đấy là bạn học cả vô thức, tiếp nhận cả những ưu điểm người khác nữa các bạn ạ, của các dân tộc khác nữa. Sau đó người Nhật đấy, họ cộng thêm cái tinh thần gọi là dũng cảm bất khuất của họ. Tức là không có chuyện là ném đá lung tung như là dư luận viên bưng bô của thời gọi là trại giúp quân cộng sản đâu, mà họ tinh thần dũng cảm bất khuất của họ đấy phải áp dụng đúng các bạn ạ, áp dụng những điều đó vào đời sống của mình để mình mạnh lên, để dân tộc Nhật mạnh lên và để cả xã hội Nhật mạnh lên, và họ trở nên một đất nước cường thịnh đấy, gọi là trỗi dậy rất nhanh sau Thế chiến thứ hai. Bạn thấy chưa? Đó, họ làm học lòng tôn kính. Trong xã hội cộng sản Việt Nam sao, hay gọi là nói đúng là trong trại giúp vật thì sao? Trong trại giúp vật thì bạn thấy đấy, mặc dù có thể học, nhưng con khỉ vượn mà nó ra khỏi giường bác bó thế nào thì nó vẫn là khỉ vượn thôi. Tức là nếu mà không thay đổi bề trong đấy, thì mọi sự mà khỉ vượn có thể học được thế giới văn minh ấy, nó chỉ đạo đức giả thôi, nó kiểu loại là trường giả học đàm cha sang thôi mà. Con khỉ nó mặc quần áo ra thì nó vẫn con khỉ, nó không phải là con người. Các bạn hiểu chứ? Nên chỉ có cái chuyện mà phải thay đổi bề trong. Thành ra trong trại giúp vật cộng sản ấy thì mọi nghi thức nó chỉ là để điểm danh cho có lệ, cho gọi là theo đúng quy trình, chứ không tiếp nhận cái điều đó về bên trong như các giá trị. Trong sự văn minh hay người văn minh ấy thì họ nhìn nhận cái đấy như cái hệ thống giá trị. Khi họ cúi đầu chào người khác, khi họ ngả đầu trước mặt người khác đấy, thì họ tiếp nhận điều đó không phải là để điểm danh theo đúng quy trình, theo đúng gọi là lễ nghi, phong cách các bạn ạ, mà bên trong họ đấy, họ tiếp nhận đây là giá trị. Thì tôi nghiêng đầu, nghiêng mình cúi đầu trước người khác đấy, là tôi đang hạ thấp mình trước người khác để tôi nói rằng người khác tôn trọng hơn tôi. Tôi thấp hơn người khác, cúi đầu mà các bạn, cúi đầu tức là để cho mình thấp xuống đấy. Tức là cái nơi cao nhất của mình là đầu mà,
bắt đầu mình hạ xuống này, tức là mình để cho người khác lên trên mình đấy, các bạn hiểu chưa? Thành ra nhưng trong lòng ấy, khi cúi đầu ấy, thì trong lòng và trong tâm trí của mình phải nghĩ rằng là cái người khác hơn mình. Khi tôi cúi đầu với ai đấy là tôi nghĩ trong tâm trí của tôi ấy, là cái người mà tôi cúi đầu họ hơn tôi, họ đang đứng ở trên đầu tôi. Tôi nghĩ như vậy để tôi có thể tiếp nhận được cái gì đó có thể vô hình hay thậm chí là tôi vô thức đấy, tôi chưa biết cái gì mà tốt đẹp của họ cả, tôi chỉ nhờ thánh linh của Chúa sàng lọc cho tôi thôi để cho điều tốt đẹp họ vào được trong đời sống của tôi nữa. Thì trong cái dạng văn minh các bạn cần phải làm như vậy, các bạn ơi, các bạn cần làm như vậy, các bạn cần tiếp nhận đấy, đó là cái giá trị, đó là hệ thống giá trị, đó không chỉ là cái lễ nghi bề ngoài để cho có vẻ lấy lệ đâu, bạn đừng làm như vậy, vì con người ấy thì họ rất yếu đuối cái chuyện là họ chỉ nhìn bề ngoài thôi, nhưng Đức Chúa Trời ngài nhìn tấm lòng các bạn ơi. Và Đức Chúa Trời ấy, ngài muốn để chúng ta ấy, là sống không theo xác thịt nữa, sống không theo bề ngoài nữa, mà sống theo bề trong, trong sự đổi mới con người bề trong này, để mình làm sống theo cái giá trị các bạn, theo hệ thống giá trị đấy, cái điều đó nó làm trên cái nhân cách thực sự của mình, cái tính cách của mình ấy, nó được xây dựng từ những cái nhân cách, từ cái giá trị đó các bạn ạ. Bạn đẹo gạo sọt đã, cùng một giá trị nhưng bạn có thể khắc gọt theo cách hình thái của bạn. Giá trị bạn hiểu chứ, một giá trị nhưng nó như là một cái vật chất cho bạn ấy, một cái vật liệu cho bạn xây dựng trên đời sống của bạn, bạn cắm vào trên đời sống của bạn, sao bạn có thể theo cách của bạn, bạn có thể gọt thế này nhưng mà cái giá trị nó vẫn còn, nó ít hay nhiều, nó được lộ ra hình tròn, hình vuông, hình cầu, hình gì gì đấy khác nhau bằng thế nào đấy, nhưng nó sau đó tất cả giá trị nó vào thành tính cách của bạn và cái đấy nó đi theo bạn theo cõi đời đời luôn. Nếu mà lòng tôn kính người khác mà trở thành giá trị trong xã hội đấy thì chắc chắn xã hội sẽ văn minh. Bạn không thể nào mà tôn kính ai khác, thì tôi nói các bạn ấy, mà bạn có thể là đấm đá người đấy, chửi bới người đấy, khủng bố người đấy được. Bao nhiêu tệ nạn trong xã hội sẽ giải quyết nếu chúng ta có lòng tôn kính người khác. Khi người ta nhìn mình sẽ không nhìn đều. Chúng ta nhìn thấy, đây là cái nhìn quan hệ, cái nhìn thân thiện. Chúng ta nhìn không phải nghĩ là nhìn đều họ nữa. Chúng ta thấy họ nhìn mình ngả đầu với họ, chào họ, ngả đầu với họ để tiếp nhận cái ánh nhìn của họ, cái nụ cười đó của họ. Trong xã hội thực sự tôn kính thì không có cái chuyện mà khủng bố như là cộng sản đang khủng bố người yêu nước Việt Nam chúng ta đâu các bạn ơi. Nên vì thế cái sự mà khủng bố người yêu nước đấy là sự để mà chứng minh rõ cái điều mà tôi đã chia sẻ các bạn là quỷ cộng sản cướp đi chúng ta, đó là lòng tôn kính đến người khác, lòng tôn kính những chính kiến khác các bạn ạ, lòng khoan dung tôn kính chính kiến khác, ở đây là sự thật trong chuyện đó. Trong trại súc vật cộng sản thì không chấp nhận cái việc nhìn nhận sự khác biệt của người khác. Thay vì là tôn vinh tôn kính cái người có sự khác biệt nổi trội đấy, thì chúng làm sao các bạn? Chúng mỉa mai, nói kháy đấy, rất là thâm độc. Đặc biệt là người miền Bắc đó, người miền Bắc có cái chỗ, tôi là người miền Bắc mà các bạn, người miền Bắc đấy thì có những cái những câu chuyện hài của họ rất là thâm thúy, mỉa mai, rất là sâu cay, rất là có thể thâm độc. Cái clip mà chúng ta vừa xem chẳng hạn nhé, chúng ta thấy chưa, cái người có lòng yêu nước như là thầy giáo Hùng này, yêu sự thật, những người rất hiếm trong xã hội Việt Nam ngày nay đúng không, thì đáng lẽ cần phải tôn vinh, thì sao, thì trại súc vật cộng sản Việt Nam đấy lại khủng bố những người yêu nước như vậy, và chúng bật đèn xanh khuyến khích những người khác là những dư luận viên, mà trong đó cái cậu thanh niên đẹp trai mà nói ấp áp úng không ra cái gì đấy ở trong clip đầu chúng ta xem đấy là một điển hình. Nguyên nhân tại sao trong trại súc vật cộng sản đấy người ta lại mỉa mai thâm độc, bàn tay năm ngón, tôi thích số 5, số ân điển. Thứ nhất, nguyên nhân của họ đó, bản thân người đó là thất bại. Họ thất bại vì họ không thi triển được bản thân mình. Trong cái trại súc vật cộng sản họ không thi triển bản thân mình, do họ lười nhác, họ là vô tổ chức, vô kỷ luật, họ đang kẻ mà nhu nhược hèn nhát chỉ bưng bô thôi. Nên vì thế họ không chịu được khi có người thành đạt nào đó ở gần mình. Những người đó được xã hội để ý đến, lưu tâm đến, trọng vọng đến, lương tâm họ lưu ý đến. Thí dụ như là thầy giáo Hùng chẳng hạn này, dám dũng cảm ở trong cái trại súc vật cộng sản ấy, một mình đứng lên làm những clip, làm những bài giảng đấy để mà nâng cao dân trí cho toàn dân, kêu gọi về trưởng thành, kêu gọi quốc hội trưởng thành, lập ra những phong trào để mà tặng hiến pháp
kêu gọi mọi người sống làm Phật, làm việc theo hiến pháp đủ các thứ. Nhưng bạn thấy chưa? Nhưng mà cái kẻ mà bị thất bại đấy là cái chàng trai này ấy, thì nghe cái học thuyết, nghe cái sự mà thâm gọi là nhồi sọ của trại súc vật cộng sản, của cái lợn tuyên giáo và lợn lãnh đạo trong cái phim trại súc vật đấy, bạn hãy tìm xem cái phim là trại súc vật hay là cái chuyện tiểu thuyết tên là trại súc vật, thì các bạn thấy rằng bị nhồi sọ. Thành ra ngay cả cái chuyện mà ứng cử viên Lê Trọng Hùng này kêu gọi gì ạ, 100 triệu đấy, tại vì anh cần 200 triệu mà để mà nhiều công việc để chi trả trong việc mà vận động bầu cử, vận động ứng cử cho mình cần chứ. Thế nhưng mà bị ngay cái bọn đấy nó sao, nó bóp méo lên là lừa đảo, là lừa đảo. Thấy chưa, bạn nhìn thấy chưa, một kẻ nói không có cơ sở đâu cả, tại vì chúng nó kẻ thất bại, thấy mình không di chuyển tiềm năng. Nên thành ra là sao ạ, họ không thể chịu nổi khi có một người, một cái thầy giáo, mà ông thầy giáo ông lại mang tên là Hùng Gàn. Hùng Gàn ấy, cái tên Hùng Gàn ấy là rất hay. Không những chỉ đơn giản là Hùng Gàn là nói rằng là vì là anh là người khác người, là mọi người thì phải lồn cuối xã hội, luồn cuối xã hội, nhưng anh ấy dám đứng lên để nói thì mọi người coi anh là gàn dở. Đấy chuyện khác, anh đang nói rằng cái chuyện Hùng Gàn nó còn ý nghĩa khác nữa các bạn ạ. Theo tôi, theo ý kiến tôi hiểu đấy, ý riêng tôi hiểu là Hùng Gàn anh đang nói là cả sự gàn dở của xã hội Việt Nam ngày hôm nay chúng ta. Xã hội Việt Nam ngày nay chúng ta với đến 25.000 giáo sư tiến sĩ nào đó, với bao nhiêu cái hội thánh giáo sư mục sư tiến sĩ thần học ABC ở đâu đó, với bao nhiêu các lãnh đạo mục vụ nào đó ở Mỹ lên đấy đấy, nhưng mà vẫn là xã hội gàn dở, xã hội của kẻ gàn dở. Nên anh Hùng anh phải chịu hạ mình xuống, anh lấy cái thân phận là kẻ bị là Hùng Gàn, tôi mang tiếng cho tôi là gàn dở để tôi nói lên là cái xã hội Việt Nam tôi đang sống đây là xã hội gàn dở, xã hội của kẻ gàn dở. Mặc dù xã hội của những kẻ đeo mặt nạ là tiến sĩ, giáo sư, thần học, mục sư, tiến viện trưởng đủ các thứ đấy, nhưng mà xã hội kẻ gàn dở không dám dũng cảm đứng lên nói lẽ thật. Tôi đây chỉ là người vô danh tiểu tốt, vợ tôi khiếm thị, con cái tôi thì nho nhóc đây, thế mà tôi dám đứng lên ngả mũi cúi đầu trước cái thầy giáo Lê Trọng Hùng này. Chúa ơi, xin ngài thăm viếng người anh em con Chúa, xin Chúa ô đổ đầy sự bình an ngài, ô và ban sự khôn ngoan trên đời sống anh em con, và nguyện tất thảy điều gì mà người anh em con, người yêu nước cho trải qua thì nó mang vết thẹo của Đấng Christ. Ô, chỉ có người dám chết, dám trả giá thì mới nhận được mão triều thiên vinh hiển mà thôi, trong danh Chúa Jesus. Tạ ơn Chúa. Đấy, nguyên thứ nhất là họ thất bại nhá. Nguyên thứ hai là họ tự ti các bạn ạ, họ tự ti. Họ tự ti vì họ biết giá trị họ chẳng có cái gì cả, vì trong xã hội súc vật cộng sản ấy họ tước hết các giá trị làm người rồi, thành ra họ tự ti. Bản thân mỗi người trong xã hội cộng sản ấy họ đều tự ti cả, họ tự ti, họ biết là mình chẳng cái gì cả, nên họ luôn xấu hổ, tự ti, hèn nhát, họ cảm thấy thế. Họ biết là họ không có giá trị, thành ra họ muốn bù đắp cái sự mà thiếu vắng, sự không giá trị của mình bằng cái gì? Bằng cái lời nói mỉa mai, nói kháy, đùa đều, trêu chọc, ném đá như vậy để bù đắp cái sự thiếu vắng của họ. Vì giá trị họ không có mà, họ đang cố giấu khuyết điểm của mình, nên thành ra họ xoay mũi tên ấy vào người khác. Vì nếu mà để mũi tên họ nhìn mình thôi, người ta sẽ nhìn thấy mình là kẻ thất bại, mình kẻ tự ti, mình kẻ thiếu đủ hết các loại phẩm chất, loại phẩm chất kia. Nên họ thôi phải xoay mũi tên người khác. Đấy, và điều đó Chúa Giêsu cũng đã cảnh cáo thôi. Sự sáng nó đến thế gian, nhưng thế gian gian ác này nó không nhận sự sáng. Vì sao họ sợ sự sáng? Vì sự sáng đến thế gian ấy, sự sáng bùng lên thì tất cả cái sự đen tối bẩn thỉu họ sẽ lộ hết ra. Thành ra anh kẻ gian ác đấy, nó thấy sự sáng này nó phải dập khẩn trương. Nên thành ra ở cái xã hội Việt Nam, xã hội gian ác, cái trại súc vật cộng sản Việt Nam, xã hội gian ác, họ rất sợ sự sáng các bạn ạ. Nên ai đó nói lẽ thật, nói lẽ thật trí thức đấy, là trí thức nó sự sáng mà, sự sáng nói ra thì kẻ gian ác ấy nó phải dập ngay đèn, tập tắt đèn đi để mọi người không nhìn thấy, để người khác không nhìn thấy cái gọi là nhược điểm, cái sự dối trá bẩn thỉu của nó. Bạn hiểu chứ, đơn giản vậy thôi. Ngay cả theo thống kê nữa thì cái quốc gia Việt Nam ngày nay cộng sản ấy, trại súc vật cộng sản ấy, có cái số lượng tướng tá quân đội công an là có như nhất thế giới, nhất nhì thế giới các bạn ơi. Mà lời Chúa nói rõ ràng đấy, ở xứ nào mà gian ác thì tội lỗi nhiều đấy thì vua Chúa nhiều. Bao nhiêu tướng tá, điều này khẳng định rằng cái xứ ấy rất nhiều sự gian ác, nhưng tội lỗi càng nhiều thì ân điển càng ra thêm trên đất nước Việt Nam chúng ta, vì Chúa có chương trình tuyệt vời cho dân tộc Việt Nam này. Amen. Nguyên nhân thứ ba
là họ không là, gọi là họ mỉa mai thâm độc, vì đấy là họ như cái cách để mà họ khẳng định bản thân mình các bạn ạ. Bởi sao? Bởi vì họ không có gì cả, họ là rỗng tuếch, chạy súc vật cộng sản ấy, đã cướp hết tất cả giá trị làm người họ rồi, họ rỗng hết, rỗng tuếch bên trong, nên họ muốn khẳng định mình. Vì mỗi con người từ trong đáy lòng ai cũng muốn khẳng định mình là ai cả, thực sự vì Chúa đã đẻ con người là như vậy mà. Nhưng cộng sản nó cướp hết rồi, nên cái người nạn nhân cộng sản đấy, những cái người mà gièm pha như là cái cậu thanh niên đẹp trai đấy đang nói ở clip đầu đấy, thì anh ta muốn khẳng định mình các bạn ạ, nhưng vì trong lòng một rỗng tuếch, kiêu ngạo, muốn khẳng định mình cách nào, mình không có gì để khẳng định, nói mình không có gì để gọi là chứng tỏ mình tốt cả, thì bằng cách nào, thôi hạ thấp cái người tôn trọng khác, hạ thấp cái người là cái thầy giáo Hùng chẳng hạn trong cái video clip mà chúng ta vừa xem, hạ thấp người khác xuống. Bằng cách đấy thì họ cứ tưởng là hạ thấp người khác xuống đấy thì mình sẽ trèo lên cao đấy. Thì những cái họ cứ tưởng theo cái cách đấy là họ sẽ cướp được những cái vinh hiển, cướp được những cái ưu điểm của cái người mà họ hạ thấp, họ tưởng như vậy, họ nghĩ như vậy thôi, vì kẻ ngu dại là nghĩ như vậy, nên thành ra họ chĩa mũi dùi vào cái vẻ ngoài và phẩm chất cá nhân của cái người đó để bình phẩm. Bình phẩm nào là phản động, nào là cái bọn vô công rồi nghề, nào là lập ra cái đài TV, ABC TV, CHTV, rồi đủ các thứ ấy, rồi kêu gọi những cái người ngu dốt, rông dân ở đâu đó đến ABC. Đấy, tức là họ không có gì cả, nên họ chĩa vào cái vẻ ngoài, chĩa vào phẩm chất người khác để bình phẩm. Thì họ muốn rằng đến khả năng để khẳng định mình. Điểm thứ tư, nguyên nhân. Họ hạ thấp người khác trong trại xuất vật cộng sản như là cái act tự vệ, như là cái gọi là bản năng sinh tồn, gọi là tự vệ đấy. Vì sao? Vì những người mà sống trong xã hội cộng sản ấy, trại xuất vật cộng sản ấy, họ luôn sống trong sự sợ hãi. Họ sợ hãi với tất cả mọi sự, vì họ rỗng tuếch, họ không giá trị đâu cả. Họ sợ hãi cả tương lai nữa. Họ biết là cộng sản ngày nay nó có, nhưng nó có thể giết người nào cũng được. Họ bản thân họ trong cái nội bộ cộng sản họ biết mà, họ biết rằng là nội bộ cộng sản nó thanh trừng lẫn nhau. Ngày mai đồng chí với nhau đấy, nhưng ngày mai tử hình nhau ngay, giết ngay nhau ngay. Họ nhìn thấy, họ đấu đá, họ giết nhau ngay. Tại vì bản chất cộng sản là bản chất cướp giết hủy diệt dối trá, họ biết điều đó, nhưng họ sống trong sự sợ hãi. Nhưng mà có sự sợ hãi nữa mà tôi muốn nhắc ở đây trong điểm này là sợ hãi, là họ sợ hãi thừa nhận mình là ai. Họ sợ phải nhìn thấy bản thân mình, họ sợ gặp với chính bản thân mình, họ sợ gặp bản thân họ, nên họ cần đóng kịch, họ phải quay mũi dùi sang người khác. Cái cách thức này của họ ấy, sống như ở trên cái giới hạn gần như cái bệnh hoang tưởng, bệnh schizophrenia là bệnh hoang tưởng, cái bệnh tâm thần phân liệt đấy, như vậy. Và khi họ đóng vai giống quần chúng, họ muốn đóng vai giống như là quần chúng trong trại xuất bản cộng sản đấy, ai như vậy cả, thì họ mất hết tất cả phẩm chất cá nhân họ, thế họ không biết đâu. Nên họ càng làm xấu bao nhiêu thì họ càng mất bấy nhiêu, họ càng không biết, thật là ngu dại. Trong trại xuất bản cộng sản ấy, họ cứ càng quẫy thì họ càng chết, như tại vì họ rơi xuống đầm lầy mà, bạn biết trong xuống đầm lầy tội lỗi đầm lầy thì càng quẫy thì càng lún sâu thôi. Nên trong cái trại xuất bản cộng sản đầm lầy tội lỗi đấy, càng quẫy càng muốn thể hiện mình, càng muốn hạ thấp người khác đấy, thì càng quẫy họ càng chết, họ càng lén sâu hơn nữa. Và điểm thứ năm, điểm cuối cùng đi, mà nguyên nhân tại sao họ mỉa mai thâm độc như vậy, vì họ ghen ăn tức ở các bạn ơi. Trong cái tính xấu mà nó cũng là một cái điểm xấu của người Việt Nam chúng ta, đó là cái lòng ghen ăn tức ở, mà không những chỉ ở của trại xuất vật cộng sản thôi đâu, nhưng đặc biệt là trong trại xuất vật cộng sản ấy, thì những điểm xấu của dân tộc Việt Nam chúng ta nó lại được khuếch đại lên rất nhiều đấy. Đấy một điều đấy nhá, tại sao tôi lại rất là có động cơ để tiêu diệt, gọi là hủy cộng sản, tiêu diệt cái băng đảng cướp cộng sản Việt Nam đấy, và lật đổ chế độ cộng sản Việt Nam. Tôi nói luôn, tôi nói từng từ nhật, lật đổ nhá, lật đổ, tức là vứt đi, bỏ, ném đi, xỏ rác đấy, chế độ nhà nước cộng sản phản động cộng sản Việt Nam, lật đổ. Tôi kêu gọi mọi người lật đổ chế độ cộng sản Việt Nam, tôi kêu gọi như vậy. Tôi không sợ, tôi nói điều đó trong lương tâm của tôi các bạn ạ. Đó như vậy. Mà theo luật pháp của trại xuất vật cộng sản Việt Nam, họ có thể bắt tôi theo cái hình tinh sự đấy, chuyện của họ. Tôi có luật trời rồi, tôi không sợ chuyện đấy. Tôi kêu gọi lật đổ cái nhà nước phản động cộng sản Việt Nam, tôi vẫn kêu gọi như vậy. Bản thân tôi đang mong muốn làm chuyện để lật đổ cái nhà nước phản động hại dân đó. Nhà nước đấy không phải của Đức Chúa Trời, nhà nước đấy nhà nước của Babylon các bạn ạ. Vì có thẩm quyền từ Đức Chúa Trời, Babylon nó cũng có thẩm quyền các bạn ạ. Nó cũng thẩm quyền, mà thẩm quyền đấy cũng từ Đức Chúa Trời đấy. Nhưng chúng ta, cái người khôn ngoan, họ sẽ học được cách đâu là nhà nước của Babylon và đâu là nhà nước của Đức Chúa Trời, đâu thẩm quyền của Babylon và đâu thẩm quyền của Chúa Trời. Chỉ có người là mà thành người đạo trưởng thành họ mới biết được cái nguồn gốc thẩm quyền ở đâu.
còn không sẽ ngu dại hết, còn không tương tự như là nhiều cơ đốc nhân ngu dại non trẻ đấy, cứ vì ngu dốt không biết lời Chúa, không biết tương giao với Chúa, nên thành ra họ cứ lấy mấy câu mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, họ rất là ngu dại, đọc những con vẹt đấy không hiểu gì câu đó cả, vì họ không hiểu thế nào mọi người là ai, các đấng là ai, cầm quyền là ai, trên mình là ai, tức quyền quyền gì, tức họ không biết phân tích từng cái câu từ một, không phân tích từng cái câu từ một để hiểu thấu được lời của Đức Trời muốn nói gì. Nên đọc con vẹt và nhà cái bộ sản nó áp dụng câu đó để nó trói buộc thêm cái bè lũ tôn giáo trong các hội thánh mà Đức Chúa Trời ngày nói là nơi ở của người, nơi ở của Satan, người đang sống ở trong tội lỗi, người mang tính sống mà đang chết, để Chúa đang cáo trách các hội thánh tại Việt Nam như vậy đấy. Chúa yêu hội thánh, Chúa cáo trách thôi. Chúng ta nhắc lại cái điểm thứ năm tôi nói đấy, đó lòng ghen ăn tức ở của người Việt Nam. Những điểm xấu trong trại sức vật cộng sản Việt Nam ấy, của người Việt Nam ấy, thì trại sức vật cộng sản Việt Nam thành công là nó khuếch đại lên đấy, nó là xấu xa như vậy đấy. Bất cả dân tộc nào cũng có điểm xấu cả các bạn ạ. Bất cả dân tộc nào đều có cái sự mà lõa lồ trần truồng của mình cả, đấy đều chắc chắn. Cũng như mỗi con người đều có điểm xấu thì mỗi dân tộc nó cũng có điểm xấu cả. Thế nhưng nếu có cái chế độ gọi là minh bạch, có nhà nước văn minh đấy, thì họ sẽ tìm cách đấy để mà triệt tiêu dần các điểm xấu đó đi và tăng cường cái điểm mạnh lên nếu nhà nước văn minh. Nhưng nếu nhà nước man rợ kiểu trại sức vật cộng sản Việt Nam hay thế giới, Trung Cộng cũng như ở các nơi khác, Bắc Hàn, thì họ ngược lại, họ lại làm cho những điểm xấu, những điểm trần truồng nó lộ ra, lại càng lại gì ạ, cộng hưởng và tăng tốc lên. Những cái điểm tốt ấy thì đã bị triệt tiêu hết đi. Và bởi cái lòng ghen ăn tức ở với cái người khác được người thành đạt, người ta là người yêu nước. Đấy, bạn thấy chưa? Ví dụ thầy Giáo Hùng, rồi anh Lê gì Trần Ngọc Khánh, rồi anh Lê Dũng đấy, là người yêu nước. Rất hiếm trên đất Việt Nam, gần 100 triệu người Việt Nam trên đất nước hình chữ S này. Rất hiếm tìm được người yêu nước, đúng không các bạn? Ngay cả trong hội thánh ấy, hội thánh của Chúa nhá, mà cũng khó tìm ra được người yêu nước. Hội của Đức Chúa Trời, hội của những người mà thuộc dạng được thánh của Chúa, được tưởng như là hoàn thiện nhất của Chúa rồi, thế mà còn khó tìm ra được người yêu nước. Vậy mà thế mà vẫn tìm ra được một vài người yêu nước, họ có vẻ như không ở trong hội thánh, nhưng họ là người yêu nước. Và chính thế mà những cái kẻ mà ghen tức ở đấy bắt đầu ghen tị vì những danh hiệu của cái người yêu nước, anh Khánh, anh Dũng, anh Hùng đó, là họ ghen tức ở, họ tìm cách để mỉa mai, thâm độc, để mà chọc máy gì đấy. Đấy, ở trong cái lòng gọi là không tôn kính người khác đấy các bạn ạ, cái nguyên nhân tại sao họ mỉa mai thâm độc như vậy, các bạn hiểu chứ? Nhưng mà tiếp nhận và tôn cao người khác, tiếp nhận và tôn kính người khác, chỉ có những cái nhân cách mạnh mẽ, nhân cách tự do, nhân cách mà được nuôi dưỡng trong mình những phẩm chất đó thôi, họ mới có thể làm được thôi. Những người văn minh họ mới có thể tiếp nhận và tôn kính người khác. Sự thật như vậy, và chúng ta cần cứ gọi như vậy. Để bạn có thể rèn tập được cái lòng tôn kính người khác, Đức Trời ba thân vị, thì tôi chỉ cho bạn ba cái nguyên tắc này để bạn có thể rèn tập cho mình cái thái độ tôn kính người khác. Nguyên tắc: bạn hãy có thái độ với người khác như bạn muốn người khác có thái độ với bạn. Nguyên tắc của Chúa đấy là người muốn làm điều gì, người muốn nhận điều gì, hãy làm điều đó cho người khác. Thì nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc bạn có quan hệ thái độ người khác. Hãy có thái độ người khác. Nếu như bạn muốn người khác tôn kính mình, bạn muốn người khác động viên, che phủ, bảo vệ, giúp đỡ, khuyên nhủ mình, bạn hãy có thái độ với người khác như vậy. Bạn muốn được tôn trọng, bạn muốn được ABC gì đấy, thì hãy làm điều đó với người khác. Thứ hai là hãy yêu người lân cận như mình. Lấy lời của Chúa đấy, một trong hai điều răn của Chúa Trời: kính mến Đức Trời hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn, và yêu người lân cận như mình. Nên điều răn ấy là bạn hãy là yêu người lân cận. Người lân cận đây bạn đừng tưởng chỉ có vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, người gần gũi mình thôi đâu, mà người lân cận ấy là tất cả người nào mà có mặt trong đời sống của mình, là tất cả người nào mà nằm trong cái miền đất hứa của bạn, là cơ nghiệp của bạn, thì họ là người lân cận của bạn. Những người nào đó mà bạn có trong tay câu trả lời cho cái nhu cầu của họ, đấy người lân cận của bạn ấy, thì phải yêu người lân cận như mình. Nên chỉ có tình yêu thôi mới giúp cho bạn có sự tôn kính đấy. Điểm thứ ba, bạn hãy làm bậc thang cho người khác để họ
chèn bạn để họ thăng tiến. Nguyên tắc ấy. Bạn nghĩ sao nó chè đầu cưỡi cổ tôi chịu đâu được? Bạn hãy làm bậc thang người khác đi, tôi nói cho bạn nghe tại sao. Khi bạn làm bậc thang người khác trèo lên thì bạn biết chuyện xảy ra không? Bạn sẽ trở thành nền tảng cho họ, đúng không? Vì đúng, họ đứng là đứng trên bạn mà, thì bạn chính là cái nền cho họ. Bạn hiểu chứ? Cực kỳ là thâm thúy đấy, cực kỳ là có ý nghĩa đấy, sâu sắc đấy. Bạn để cho người ta dẫm trên bạn, đừng nghĩ rằng đây là cái sự sỉ nhục, vì bạn đang muốn phục vụ người ta mà. Thì bạn làm điều đó thì bạn trở thành nền tảng cho họ. Bạn hiểu chứ? Đó là thầy của họ, là cha của họ, là câu trả lời cho họ đấy, là chỗ dựa vững chắc cho họ đấy. Bạn thấy chưa? Nên đừng có thấy sỉ nhục là ôi tôi là bậc thang người khác trèo đầu cái cổ lên lợi dụng tôi. Đừng lo, Chúa rất tuyệt vời. Chúa Giêsu trở thành cái chỗ để người ta dẫm chân lên họ lên ngài. Bạn thấy chưa? Chúa Giêsu phải chịu nhục nhã, bị đánh đập, bị chửi rủa, ngựa ngài Chúa Trời, mà khi xuống thế gian làm người ngài phải chịu nhục nhã như vậy để cho bậc thang cho người khác trèo lên ngài. Bằng cách đó ngài trở thành nền tảng cho tất cả thế gian này. Mặc dù ngài đã là nền tảng rồi, nhưng vì Chúa Giêsu là được hy sinh rồi, thì là mất nền tảng. Nhưng ngài thành người đấy, thì ngài làm cái nền tảng đó. Bạn hiểu chưa? Đấy khái niệm Chúa Giêsu ai thì đấy cái đề tài khác rồi. Thì tôi nhắc lại ba nguyên tắc nhé, để bạn có hãy có thái độ người khác như bạn muốn, hãy yêu người lân cận như mình, và hãy làm bậc thang cho người khác trèo lên để bạn trở thành nền tảng cho họ. Vậy thôi, đề tài ngày hôm nay tôi muốn chấm dứt ở đây và tôi muốn trả lời các câu hỏi của các bạn. Hôm nay chúng ta nói về lòng tôn kính các bạn ạ. Tôi nhắc lại các bạn nhé, lòng tôn kính là cái sự tôn trọng, kính mến, kính trọng cực kỳ cao độ từ trong đáy lòng khi mà nhận thức được cái sự ưu điểm khác biệt nổi trội của người khác. Lòng tôn kính như vậy đấy, một sự mà có thể là run rẩy, có thể như vậy đứng trước người đấy. Tôn kính nó là cái gì bạn biết không? Tôn kính nó là đỉnh cao tình yêu thương, nó là một đỉnh cao, một thái cực của tình yêu thương, những đỉnh cao tình yêu thương. Khi cái người tôn kính đó có thể cái người tôn kính đó coi như được toàn quyền xứng đáng mọi sự. Thương xót nhé, thì nó ở thái cực khác. Thương xót cũng là đỉnh cao tình yêu thương. Khi đối tượng được thương xót đấy hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu. Đấy, bạn thấy chưa? Nhưng tôn kính đấy, đỉnh cao tình yêu thương. Khi đối tượng được tôn kính hoàn toàn xứng đáng với tình yêu. Đó, bạn hãy nhận lấy cái điều đó. Khi trong lúc mà tôi học lời Chúa đấy, thì tôi phải luôn rút ra cho mình những kết luận nào đó. Và kết luận đó trở thành của tôi, nó trở thành cái thịt, trở thành cái tri thức, trở thành cái tư duy của tôi các bạn ạ. Và tôi kêu gọi các bạn cũng làm như vậy. Khi bạn làm, bạn nghe, bạn học nơi đó đấy, bạn rút ra kết luận nào đó từ ai đó, để kết luận đó nó trở thành của bạn, nó trở thành copyright, thành cái bản quyền của bạn. Trong đời sống của tôi có rất nhiều cái câu mà là bản quyền của tôi các bạn ạ. Có sự dạy dỗ tư tưởng ấy là bản quyền của riêng tôi từ Đức Chúa Trời. Tôi có cái điều đó vì đơn giản thôi, vì tôi học của nhiều người, sau đó tôi rút ra cái điều này, rút ra cái đấy, và tôi làm thành cái phần của mình, tôi nấu thành cái món ăn của mình. Thì tôi gọi các bạn là như vậy. Khi bạn mà học được lòng tôn kính người khác đấy, bạn sẽ rút được từ cái người khác rất nhiều bạn ơi. Tôi nói các bạn, khi các bạn biết chúng ta sống trong xã hội tội lỗi, trong thời gian tội lỗi này chúng ta bất toàn, chúng ta bị bao nhiêu cái áp lực, nhiều cái tiềm năng chúng ta không bày tỏ ra, đúng không? Nhưng khi chúng ta tôn kính người khác đấy, thì bạn biết chuyện gì xảy ra không? Khi tôn kính người khác đấy là tự dưng ấy là có một cái kênh rất tuyệt vời của chúng ta với người khác, để cái ơn của người khác, để cái điều gọi là tốt đẹp của người khác đấy, sự ban phước của Đức Chúa Trời cho người khác đấy, nó cũng chảy vào chúng ta. Vì tôn kính là đỉnh cao tình yêu thương mà. Mà trước đây tôi đã chia sẻ các bạn về tình yêu thương rồi. Khi hai con người với nhau đấy, hai người với nhau nhá, thì giữa họ có một cái kênh hai chiều. Một chiều là tốt đẹp, một chiều là xấu xa. Nếu họ mà yêu cái người, họ có thái độ tích cực với người kia, thì họ kích hoạt cái chiều tốt đẹp, để cho kể cả những điều tốt đẹp từ cái người kia đấy cũng truyền vào cho họ nữa. Nhưng nếu họ mà lại ghét cái người, họ có thái độ tiêu cực với cái người kia, thì họ lại đóng cái chiều tốt của cái kênh này, và họ mở, họ van cái chiều xấu xa, để cái điều xấu xa của họ, của cái người kia đổ lại trên họ. Thậm chí họ
gặp phải cái họa mà họ nói tại sao tôi lại gặp cái họa này, tôi là người rất là ăn ở ngay lành nhân đức mà tại sao gặp cái họa này, họa vô đơn chí ở đâu đó. Họ cứ tưởng là từ cái đời nọ đời kia đổ xuống, nhưng không phải. Đó bởi vì họ đã từng không yêu ai đó, họ từng thờ ơ lãnh cảm ai đó, họ ghét ai đó, vậy thôi. Và lúc nào đó đúng cái dịp mà không ngờ tới với họ ấy, và cái kênh xấu xa nó bệnh ra, nó đổ hết tất cả ốp tâm tận tổng động viên tổng tổng thể vào đời sống họ luôn, và họ gục ngã. Nên vì thế hãy học tôn kính các bạn. Bạn tôn kính là đỉnh cao tình yêu thương. Tôi nhắc lại các bạn, tôn kính là đỉnh cao tình yêu thương. Khi đối tượng được tôn kính hoàn toàn được xứng đáng. Nên bạn hãy coi người khác hoàn toàn được xứng đáng. Có lúc bạn cần thương xót để bày tỏ tình yêu thương đó. Khi cái người thương xót đấy, cái người được thương xót hoàn toàn không được xứng đáng. Nhưng chúng ta học ở thái độ khác. Vì Chúa là Alpha Omega mà. Chúa là đầu là cuối, là âm là dương, là đủ các thứ luôn. Chúa là tất cả luôn. Nên bạn học đi các thái cực để hiểu thấu bề dài, bề rộng, bề cao, bề sâu của tình yêu thương đấng Christ là tuyệt vời thế nào. Nên bạn hãy nhìn thấy lòng tôn kính đấy, nhìn thấy trong người khác, nhìn thấy người khác cái điểm tốt. Khi nói chuyện họ đấy, hãy cố gắng mở mắt, mở lòng ra với họ để mà thẩm thấu sâu trong họ. Sư đồ Sunday Andraja, cha thuộc linh của tôi ấy, đã dạy tôi chuyện đó, đã dạy chúng tôi chuyện đó. Và ông ấy thực hành cái điều đó luôn luôn mà chúng tôi vẫn chưa làm được như mong muốn. Chúng tôi vẫn đang học và đang tập hành, thực hành. Ông nói chuyện ai là ông ấy quên trời quên đất luôn, chỉ biết là tôi và người đấy thì vậy thôi. Ông không có sao lãng nói chuyện. Nhiều người chúng ta nói chuyện, chúng ta vẫn còn bật điện thoại, còn nghe điện thoại, còn ABC đúng không, không để ý người khác nói cái gì cả. Xong người khác nói gì chúng ta không nhớ nữa, không để ý đến những cái điểm nhỏ. Mà những cái điểm nhỏ tôi nhắc với các bạn có thể là chìa khóa then chốt để mở nhiều cái nan đề lỗ của chúng ta với nhau hay của cá nhân ai đó trong cái cuộc đối thoại đó, nhưng tôi không để ý đến. Nhưng mà khi mà thẩm thấu người đó thì nhớ được người đó, như là mình đi vào đời sống người đó đấy, và trở nên mình trở nên giàu có. Vậy thôi, đề tài ngày hôm nay ngắn gọn ở trong cái lĩnh vực là tôn kính người khác. Đó là cái giá trị mà quỷ cộng sản nó cướp của dân tộc chúng ta bao nhiêu năm nay. Cái giá trị tôn kính người khác mà trại súc vật cộng sản nó cướp đi đấy. Và thay vào đó là cái thái độ dè bỉu, chê bai, nhục mạ, thóa mạ, khinh bỉ, coi thường người khác. Chúng ta cần phải loại bỏ cái tư tưởng này, loại bỏ ra khỏi đời sống của mình. Sau đó tấn tới loại bỏ ra khỏi đời sống của xã hội và truất diệt chủ nghĩa cộng sản, tư tưởng cộng sản hoàn toàn ra khỏi đời sống nhân loại. Nhân danh Chúa Jesus Christ, vì quyền cộng sản ấy bị ném xuống hồ lửa, và tất cả con cái của nó mà cứ cứng đầu cứng cổ đi theo nó thì cũng bị quẳng xuống hồ lửa luôn. Trong danh Chúa Jesus Christ, amen. Tạ ơn Chúa. Là thưa các bạn có câu hỏi nào không hay phản biện nào đó không? Tôi xem đây. Những phản biện chửi bới thì xin lỗi, nhờ các admin đó có thể xóa đi, xóa cho tôi, không còn nói chuyện nhiều nữa. Còn phản biện nào đó các bạn cứ nói ra đi, tôi chấp nhận mà. Và tôi gửi ngay giờ này lời cầu nguyện chúc phước đến tất thảy các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm tại Việt Nam, trong cái trại súc vật cộng sản trên quê hương của con. Chúa ơi, ôi lại Chúa, nguyện cửa trời mở xuống trên cái trại súc vật cộng sản Việt Nam, Chúa ạ, trên quê hương yêu dấu của con mà Ngài đang thổn thức để cứu 100 triệu dân Việt Nam chúng con ra khỏi tù đầy của ách cộng sản. Đặc biệt Ngài thăm viếng tất thảy những anh chị em chúng con, những người yêu nước, những người tâm lòng đến dân tộc, những người nghĩ đến tâm lòng dân tộc, Chúa ơi, những người đang bị tù đầy, như là tù đầy tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị dưới ách súc vật cộng sản. Xin Chúa thăm viếng họ một cách đặc biệt. Xin Chúa bày tỏ ra những cái điều kỳ diệu nhất đến với họ, Chúa ơi, để họ có sự bình an hoàn toàn trong lòng, để mở miệng ra và họ nhận ra bài học cần thiết để khi họ thoát ra khỏi trại súc vật cộng sản thôi, họ có quyền năng mạnh mẽ, có cơ hội mạnh mẽ, Chúa ạ, để trà đạp hoàn toàn lên trên ma quỷ, trên súc vật cộng sản. Để đất nước Việt Nam chúng con trở thành đất nước văn minh, cường thịnh, phát triển, một đất nước đáng sống, một đất nước của Đức Chúa Trời, một đất nước mà tất cả mọi người được tự hào một cách thực sự, chứ không phải lừa dối như cộng sản ngày nay đang làm trên quê hương của chúng con. Trong danh Giêsu, Chúa ơi, con cầu nguyện để lửa thạnh nộ của Chúa tiếp tục đổ trên băng đảng cướp phản động cộng sản Việt Nam, để cứu các linh hồn của các đảng viên ngáo đá cộng sản Việt Nam đó ra khỏi ngục tù lừa dối cộng sản, Chúa ạ. Hallelujah, con cảm tạ ơn Chúa. Ô lời của người công bình, Ngài nghe, Chúa ạ. Ô, và trong danh Giêsu Christ, ô, Ngài giải thoát người đó, Ngài ban ân điển cho tổng bí thư đảng cướp cộng sản Việt Nam
Phú Trọng, ngài ban ân điển cho thủ tướng, cho chủ tịch quốc hội, cho chủ tịch nước, cho tất thảy các thành viên nghị viện, cho tất thảy quan chức các bậc các ngành trên đất nước Việt Nam chúng con, Chúa ơi, để họ thoát ra khỏi nạn cộng sản, để họ trở thành người dân lương thiện, trở thành người dân văn minh, và để cùng nhau phát triển xây dựng đất nước này theo ý muốn của Chúa, trong danh Chúa Jesus Christ, con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, nguyện lòng tôn kính mà ngài dạy dỗ chúng con, bởi chính ngài còn tôn kính chúng con, Chúa ạ. Chính Đức Chúa Trời còn tôn kính chúng con. Ôi, Shakadabala thì lẽ nào chúng con lại không tôn kính được nhau. Nếu Chúa đã làm gương chúng con khi ngài phải từ bỏ đi tất cả để ngài xuống thế gian này làm con người, sống cùng với chúng con, một cuộc đời rất là bình dị trong cái thân xác này, nhưng ngài không phạm tội, tuyệt đối không phạm tội. Ngài đồng cảm chúng con và ngài giữ lòng tôn kính của ngài với từng tạo vật yêu dấu của ngài. Chúa ơi, thì nguyện cái bài học đó cũng thấm sâu chúng con, để chúng con học được và làm theo tất thảy những giá trị tôn kính đó, để chúng con biết nhìn nhau bất chấp cái người khác họ có thể chửi bới chúng con, họ có thể nói xấu thóa mạ chúng con, nhưng cũng không mất đi được tình yêu, lòng tôn kính của chúng con với họ, Chúa ạ. Bởi chúng con đã xác định rằng tất cả người đó đều là kiệt tác của ngài trước mặt chúng con, trước mặt Chúa Trời họ đều là kiệt tác. Họ có thể bị hư mất trong cõi đời đời sau này, họ có thể là quay trở lại như là người con trai hoang đàng biết quay trở lại với cha, nhưng họ đều là kiệt tác của ngài, Chúa ạ. Và kể cả khi ngài quẳng họ xuống hồ lửa đời đời rồi thì lòng ngài vẫn thương tiếc họ, Chúa ạ. Lòng ngài vẫn thương tiếc họ, Chúa ơi. Khi chúng con có điều gì đó hỏng, máy tính hỏng, xe cộ hỏng mà chúng con phải bỏ đi, hay đồ ăn hỏng, đồ ăn rất ngon bị hỏng mà chúng con phải quẳng đi, thì lòng chúng con vẫn thương tiếc. Điều đó cũng gợi nhớ chúng con nhớ rằng ngài còn thương tiếc hơn nữa với các tạo vật yêu dấu của ngài khi bị hỏng, bị quẳng xuống hồ lửa bởi sự phản loạn với ngài. Trong danh Chúa Jesus Christ, tôi còn cầu nguyện sự phán xét của ngài tiếp tục trên các con gái Babylon, đến trên các tiếp tục trên các thể chế cầm quyền cộng sản độc tài trên khắp thế giới, trên Đông Nam Á chúng con, trên dân Miến Điện. Chúa ơi, nhân danh Chúa Jesus Christ, con cầu nguyện để lửa thạnh nộ của Chúa nhưng Chúa hủy diệt ngài, quét sạch tất tẩy con gái Babylon đó, tràn nát đầu con gái Babylon đó dưới chân chúng con. Các băng đảng phản động cộng sản Việt Nam, Trung Hoa, các băng đảng phản động độc tài, các nước Hồi giáo, các nước Miến Điện, Bắc Hàn, Chúa ơi, đều bị xảy ra dưới chân chúng con. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con Thánh Linh, con cũng công bố cả sự phán xét của ngài khởi từ nhà của Chúa Trời, khởi từ lãnh đạo các mục sư, những người xưng sứ đồ tiên tri, mục sư trưởng, giáo hội trưởng của các hội thánh, từ các chi thể của ngài, từ giáo hội Tin lành Công giáo La Mã, từ giáo hội Tin lành Chính thống, từ giáo hội Tin lành Cải chánh, tất thảy các giáo hội đó, Chúa ạ, thì sự phán xét ngài khởi từ nhà của ngài, Chúa ạ, để làm sự công bình, để cho dạy cho dân Chúa phải đi theo sự công bình, vì lời Chúa nói rồi, làm theo sự công bình và ngay thẳng, đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn mọi của tế lễ. Vì thế ngày hôm nay, Chúa ạ, ngài cần cái sự công bình đó của ngài, ngài cần khi con dân của Chúa phải thực hiện sự công bình liêm chính của Đức Chúa Trời trên đất này, Chúa ạ, chứ không phải của lễ, là sự ngợi khen thờ phượng kinh ăn cầu nguyện đâu. Bởi vì khi họ không làm cái điều công bình đó thì tất cả của lễ là cái lòng ngợi khen thờ phượng kinh ăn cầu nguyện họ đều vứt hết sọt rác hết. Vì ngài coi cái lời đó là lời cầu nguyện ghê tởm của kẻ giả hình. Trong danh Chúa Jesus Christ, ô Chúa ơi, chúng con không muốn để anh em chúng con bị liệt vào kẻ giả hình, bị ném xuống hồ lửa đời đời. Con muốn họ được cứu, được sống, Chúa ạ. Có thể họ được thoát ra khỏi cơn thạnh nộ của Chúa như là qua lửa vậy, nhưng họ phải linh hồn phải được cứu trong ngày đó. Nhân danh Chúa Giêsu, xin Chúa ban cơ hội cho họ để họ biết thức tỉnh, ăn năn, quay trở lại với lẽ thật, quay trở lại với ngài, Chúa ạ. Để dục lòng mạnh dạn của mình để nói tiếng nói của lẽ thật, để họ dám giao giảng tin lành chân thật của ngài, Chúa ạ. Không phải tin lành méo mó của Babylon bệnh hoạn ngày hôm nay, chỉ núp sâu ở trong các bốn bức tường của xã hội để làm công việc bẩn thỉu ô uế nhơ nhớp của xác thịt tư dục, dưới đánh bóng cái tên tuổi của mình với danh của Chúa, danh của hội thánh Chúa, nhưng làm công việc xác thịt mà ngài biết rõ, Chúa ạ. Ngài nói ngài đánh chết các con của các hội thánh đó, ngài nói ta đến và đánh chết các con gái, các con cái của hội thánh đó, để các hội thánh phải kính sợ ta. Trong danh Chúa Jesus Christ, con cảm tạ ơn Chúa, con công bố sự thương xót và xin ngài cơ hội tha tội và cơ hội để cho những mục sư, những lãnh đạo hội thánh đó được thay đổi, Chúa ạ, để họ biết quay trở lại với ngài, để đưa cái bầy đàn đang trong tội lỗi xương xích đó, đang trong kẻ mù dẫn kẻ mù bị rơi xuống hố đó, được thoát ra khỏi hố và đi quay trở lại với lẽ thật, Chúa ơi, để đồng hành với ngài, đồng hành với dân tộc Việt Nam chúng con, để giải thoát ra khỏi ách cộng sản, giải thoát ra ách của tội lỗi mà trở về với Thiên Chúa. Trong danh Chúa Jesus Christ, con cảm tạ ơn Chúa. Chúa giáo yêu, nguyện tất thảy người nghe cái live stream này, cho họ nhận được lời
giải đáp từng ngày trong tất thảy nan đề họ đang gặp phải về sức khỏe, về quan hệ, về tài chính. Vì chính lòng tôn kính của Ngài mà Ngài dạy dỗ dân sự ngày hôm nay, chú ạ. Ngài dạy dỗ chúng con ngày hôm nay, chính nó là chìa khóa để mở ra cho mọi lời giải đáp cho mọi nan đề của họ dưới đất này. Mọi câu trả lời của họ đều được giải đáp khi họ lòng tôn kính thực sự với các bậc đấng cầm quyền trên mình, với cha mẹ thuộc linh thuộc thể của mình, với tất cả mọi con người trong xã hội này, với những người cầm quyền hành chính trên mình nữa, Chúa ơi, nhân danh Chúa Jesus Christ. Họ cũng biết tôn kính cả người dưới họ nữa, cũng trên họ nữa, để biết nhìn thấy trong nhau đấng Christ, để nhìn thấy trong nhau như là những kiệt tác của Chúa Trời trong danh Chúa Jesus Christ. Và nguyện sự hòa thuận đó ở trong chúng con cho đến ngày Chúa đến. Chúa yêu Ngài thật nhiều và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Tạ ơn Chúa, cảm ơn tất cả anh chị em. Xin chào tất cả bạn nhé, chào bạn Nhân Nguyễn, chào bạn Quang Võ, chào bạn Hội Thánh, chào Biển Việt, chào Ánh Sáng, chào Huỳnh Quốc Huy, đẹp trai nhé. Huỳnh Quốc Huy lúc nào phải mời Huỳnh Quốc Huy nổi tiếng lên để làm livestream chứ. Chào Nam, chào Minh Cường Nguyễn và tất cả các bạn đang theo dõi chương trình Chúa Ban Phước chúng ta. Có câu hỏi nào không các bạn ơi? Tôi tin rằng các bạn đã nhận được mọi câu trả lời. Lòng tôn kính nó là chìa khóa lẽ thật, các người nhất biết lẽ thật giải phóng các người. Tôi cảm ơn Chúa và rất vui mừng vì là trong cái chức vụ của tôi ấy, thì người ta nhận biết lẽ thật và nhiều người được giải cứu, giải phóng một cách tự lập, gọi là tự động, không phải là cầu nguyện đuổi quỷ lườm dườm vô giá trị, mà họ được giải thoát trong tâm linh, giải thoát trong tâm trí, và họ dễ dàng giải thoát trong vật lý. Tạ ơn Chúa. Vậy chúng ta chia tay ở đây và chúng ta sẽ gặp nhau trong một phát sóng lần sau. Hãy nhớ tới nhau người cầu nguyện các bạn nhé. Hãy nhớ tới những người anh em đang bị trong lao tù cộng sản. Những chị Huệ, rồi anh chị Bá Phương, đấy, những người đấy đang bị làm tù nhân lương tâm trong trại xã hội cộng sản ấy. Hãy cố gắng giúp đỡ họ. Các bạn ở đến nơi các bạn hãy thăm viếng người thân của họ và nếu có điều kiện hãy thăm viếng ở trong cái trại tù cộng sản đấy. Và tôi kêu gọi các bạn ấy còn hơn nữa, đó là bãi công, bãi khóa, bãi thị và biểu tình, xuống đường biểu tình đặt đổ cái nhà nước cộng sản gian dối Việt Nam này. Tôi kêu gọi các bạn như vậy. Nhưng tất nhiên để làm như vậy các bạn phải chuẩn bị, và tôi đang chuẩn bị các bạn ấy trong việc này, các bạn đang làm với công việc chuẩn bị các bạn ấy, và đến thời điểm chúng tôi sẽ được lời hiệu triệu kêu gọi khẩn thiết. Nhưng tôi kêu gọi dần các bạn thì các bạn quen dần. Ok các bạn, tạ ơn Chúa, Chúa ban phước chúng ta.